chấn động, sát sinh thạch đột ngột bị vỡ ở Nhật Bản, linh hồn của một hồ ly chín đuôi bị giải phóng. Hoàng đế Toba, một nhân vật có thật trong lịch sử, sau khi truyền ngôi lại cho con trai, đã bị quyến rũ và mê hoặc bởi một người phụ nữ có tên là Tamamono Mae. Khi Toba lâm bệnh nặng, thầy phép của hoàng gia phát hiện ra Tamamono là một con cáo chín đuôi dưới vỏ bọc của phụ nữ. Một nhóm đông đảo các cao tăng đắc đạo và âm dương sư phối hợp đi hàng phục kiểu vĩ hồ. Vì hồ yêu Tamamono Mae có sức chiến đấu siêu cường nên được xếp vào một trong ba yêu quái lớn. Trận chiến này vô cùng kịch liệt, trời đất mịt mù tương truyền, một nửa Nhật Bản đã bị phá hủy trong cuộc chiến này. Cuối cùng Abenose Mae và các tăng nhân âm dương sư khác phải liên thủ phong ấn con hồ ly này vào trong một tảng đá, nhưng con hồ ly này vẫn không chịu từ bỏ. Dù bị phong ấn vào trong tảng đá, nó vẫn không ngừng phát ra khí độc sát hại tất cả những ai tới gần. Thế giới ngày nay không còn bình yên, tai họa dịch bệnh liên tiếp giáng xuống. Đúng lúc này, tảng đá sát sinh thạch ở Nhật Bản lại đột nhiên vỡ đôi. Liệu đây có phải là một điểm báo kiểu vĩ hồ gây hại cho nhân gian một lần nữa tái xuất hành ác? Hario Nago, người phụ nữ gai góc, được coi là chị em cùng cha khác ông nội của Keijoro, yêu quái tóc dài. Hãy xem lại video phía dưới nha. Tâm hồn trong sáng nhưng cô ta xuất hiện trong tối, có vẻ ngoài xinh đẹp hết nước chấm, với mái tóc bóng mượt như tơ. À, có thể điều khiển nó uốn éo như con rắn vậy. Ở đuôi tóc có gắn những chiếc móc đôi sắc nhọn. Hario Nago lang thang trong các con hẻm tăm tối để săn mồi. Thường là những anh chàng trẻ tuổi độc thân vui tính đi một mình, nó sẽ tiến lại gần và cười với anh ta. Nếu nụ cười được đáp lại, cô ta sẽ tấn công. Mái tóc như những con rắn với lưỡi câu sắc nhọn ghim vào da thịt của nạn nhân, con mồi sẽ vùng vẫy với 7 phần bất lực, 3 phần bất động, cuối cùng sẽ bị xé xác thành nhiều mảnh và nuốt chửng phần còn lại. Nếu kẻ nào may mắn trốn thoát được tóc của Harionago thì coi như ông bà cũng gánh còng lưng. Phải chạy thật nhanh về nhà và đóng chặt cửa lại, ngoan ngoãn đợi đến khi trời sáng, vì Harionago sẽ biến mất khi trời sáng. Gaki, ngạ quỷ. Gaki là những linh hồn sống trong sự dày vò khủng khiếp và phải chịu đựng sự đau khổ liên tục. Trông chúng có vẻ giống con người, nhưng chúng có bụng phình to, miệng nhỏ và cổ họng yếu ớt. Họ sống trong một thế giới song song gọi là Gakido. Đó là một nơi cằn cỗi, đầy sa mạc, đất hoang và các địa hình khắc nghiệt khác. Gaki luôn đói khát. Có rất nhiều loài Gaki, mỗi loài phải chịu đựng một cách khác nhau liên quan đến tội lỗi mà chúng đã phạm phải trong tiền kiếp. Một số không thể ăn hoặc uống bất cứ thứ gì. Bất cứ khi nào chúng ăn, thức ăn ngay lập tức sẽ bùng cháy và biến mất. Những Gaki này chỉ có thể ăn thức ăn đã được ban phước đặc biệt trong các nghi lễ Phật giáo. Một số Gaki chỉ có thể ăn những thứ ô uế, chẳng hạn như là phân, chất nôn và xác chết. Một số khác thì ăn bất cứ thứ gì cũng được. Tuy nhiên, cho dù chúng có ăn bao nhiêu đi chăng nữa thì cơn đói và khát vẫn không hết. Trong vũ trụ học về luân hồi, cảnh giới của Gaki chỉ cao hơn một bước so với cảnh giới của Jigoku. Sự khác nhau là Jigoku bị giam giữ trong nhà tù của họ, còn Gaki có thể lang thang tự do khi họ đau khổ. Dodomeki, quỷ trăm mắt. Ai mắc chứng sợ nhiều lỗ nhiều mắt thì gặp con này tắt điện nha. Là một yêu quái Nhật Bản được miêu tả là một người phụ nữ bị nguyền rủa với đôi tay dài được bao phủ bởi hàng trăm mắt chim do thói quen ăn cắp tiền của nó. Cô ta được sinh ra với cánh tay dài hơn người bình thường. Lợi dụng điều này, cô ta đi trộm chĩa tiền của người khác. Cứ mỗi một đồng tiền trộm được sẽ mọc lên một con mắt trên cánh tay. Dodomeki hoạt động ở các khu thị trấn, đặc biệt là chợ, lúc nào cũng trùm kín người như Linzalit vậy, bằng một chiếc áo choàng rách rưới, lang thang trên những con đường, tỏ ra vẻ như một cô gái ăn xin đáng thương, cầu xin sự bố thí của người khác. Có câu chuyện kể, một quý tộc tên là Hedisato đang đi săn thì bắt gặp một con quái vật xuất hiện. Tóc nó dài và sắc như con dao, cơ thể của nó có hàng trăm con mắt sáng rực. Một trận chiến ác liệt diễn ra, cuối cùng Hedisato đã bắn một mũi tên vào con mắt sáng nhất của nó. Quái vật đau đớn tàn phá kinh hoàng, sau đó trốn thoát. Tại Nhật thì có rất nhiều truyền thuyết về yêu quái này. Takaonna, cao nữ, là yêu quái có khả năng kéo giãn cơ thể lên đến vài mét chỉ để làm một việc duy nhất, đó là nhìn trộm các cặp đôi âu yếm. Theo lời kể, Takaonna là một người phụ nữ có nhan sắc khiến người nhìn muốn xé con ba bích, thả thính tứ lung tung, nhưng mà không ông nào dính cả. Cô ta cố gắng xin vào nhà thổ nhưng vẫn bị từ chối, bị đuổi đi một cách phũ phàng. Mặc cảm và oán hận vặn vẹo, cô ta biến thành một yêu quái xấu xí. Takaonna thường xuyên bị phát hiện khi nhìn vào cửa sổ tầng 2 của nhà thổ, lúc những cặp đôi ân ái xác thịt. Nó chỉ giới hạn ở việc nhìn trộm vào cửa sổ mà không làm gì khác cả. Mặc dù chúng hiếm khi tấn công con người về mặt thể xác, nhưng mà Takaonna thích gây sợ hãi và quấy rối cả đàn ông và phụ nữ. Những người thường xuyên đến địa điểm khoái lạc ghen tị với niềm vui thể xác mà họ không bao giờ có thể biết được trong cuộc sống. Mokumokuren, loài yêu quái truyền thống của Nhật, mang hình dạng là một tấm cửa lùa có nhiều mắt, thường xuất hiện trong những căn nhà cũ bị bỏ hoang hoặc những nơi chịu sự ảnh hưởng của một năng lực siêu nhiên. Khi một tấm cửa lùa bị hư hại, sờn rách, lủng lỗ mà không được sửa chữa, thì từ các lỗ hổng đó sẽ mọc lên những con mắt và bắt đầu quan sát những thứ xung quanh. Có một lữ khách lỡ đường trú tại một ngôi nhà hoang, và ban đêm anh ta có cảm giác là có ai đó đang nhìn mình, nhưng mà không thể đoán ra được là ai. Giật mình thức dậy lúc nửa đêm, anh ta kinh hoàng khi thấy trên tấm cửa có hàng trăm con mắt như những ngôi sao sáng trong đêm trung thu, lung la lung linh nhìn anh ta. Anh ta hoảng quá bỏ chạy, còn đôi dép để đuổi nó đi thì hãy lấy hồ và giấy dán
vào những lỗ hổng trên cửa, Mokumokuren sẽ không xuất hiện. Mokumokuren được người Nhật coi là một trong những nơi cư trú truyền thống của những ngôi nhà ma ám. Heikegani, cua mặt quỷ, vô cùng nổi tiếng ở Nhật Bản. Nó có hoa văn kỳ dị trên mai. Khi nhìn từ trên xuống, cái mai của nó trông như một khuôn mặt cau có của một chiếc mặt nạ samurai cáu giận. Theo truyền thuyết, đây là kết quả hận thù từ các samurai bị chết đuối từ gia tộc Taira, in dấu lên những con cua. Vào thế kỷ thứ 12, một cuộc nội chiến đẫm máu xảy ra giữa hai gia tộc chính trị quan trọng nhất của Nhật Bản, Minato và Taira. Hạm đội của hai bên gặp nhau tại eo biển. Trận chiến ban đầu có lợi cho Taira. Khi thủy triều thay đổi, lợi thế thuộc về Minato. Một vị tướng của Taira đã đào thoát và tiết lộ vị trí con tàu Taira chở hoàng đế và vương quyền. Cung thủ Minato dội những mũi tên xuống hạm đội Taira. Khi rõ ràng thất bại, những Taira còn sống sót bao gồm cả vị hoàng đế đã lao mình xuống biển để chết đuối thay vì bị bắt, bị tiêu diệt về mặt thể xác, nhưng linh hồn của họ vẫn mang theo mối hận thù từ chiến tranh và sự phản bội của vị tướng nọ nên đã trú ngụ trong những con cua dưới đáy biển. Vỏ của những con cua biến đổi thành hình dạng một khuôn mặt cau có, một lời nhắc nhở vĩnh viễn về hận thù không bao giờ dứt của Taira. TKTK, hồn ma không chân, là một trong những câu chuyện truyền thuyết đô thị nổi tiếng của Nhật Bản. Đó là linh hồn của một người phụ nữ, có nửa thân trên bò bằng cánh tay, săn lùng con người trong những con đường tối. Mặc dù không có chân, nhưng cô ta chạy rất nhanh, thậm chí có thể đuổi kịp một nạn nhân đang chạy bằng ô tô. Nếu bị nó tóm được, thì điều khủng khiếp sẽ xảy ra. TKTK sẽ dùng lưỡi liềm cắt nửa thân xác của người đó. Nguồn gốc của TKTK có rất nhiều dị bản, nhưng nổi tiếng nhất là chuyện kể về TKTK là một nạn nhân của một vụ tai nạn tàu hỏa. Và họ cho rằng TKTK và Kashima Reiko là một. Những năm sau Thế chiến thứ hai, một nữ nhân viên văn phòng ở Hokkaido bị một nhóm đàn ông bắt giữ và tra tấn dã man. Đêm đó cô cố chạy trốn thì rơi xuống một đường ray và bị một đoàn tàu đang chạy tới đâm phải, đứt đôi cơ thể, trở thành một linh hồn oán hận. Nó có khả năng bò với tốc độ 150 km/h. Cô ta tàn sát những người mà cô ta gặp phải, cắt chân của họ nhanh như chớp. Người ta khẳng định 3 ngày sau khi bạn nghe câu chuyện này, hồn ma của người phụ nữ không chân sẽ xuất hiện trong phòng, bò tới bò lui. Ôi, xong rồi. Ma búp bê là một trong những câu chuyện kinh dị rùng rợn. Búp bê mọc tóc của Nhật Bản còn ghê rợn hơn khi mọi nỗ lực của khoa học đều không thể chứng minh được hiện tượng kỳ dị này. Okiku là một búp bê ma có thật và giờ đang cư trú tại một ngôi chùa của Nhật Bản. Năm 1918, cô bé Okiku rất yêu mến con búp bê cao khoảng 40cm, mặc kimono với đôi mắt đen huyền ảo, làn da trắng do chính anh trai mình tặng. Sau đó cô bé qua đời do bệnh nặng. Gia đình đã giữ lại con búp bê như di vật tưởng nhớ cô bé. Kinh hãi ngay sau đó, gia đình cô bé phát hiện ra tóc của con búp bê này ngày một mọc dài ra lần. Dù đã cắt tóc con búp bê rất nhiều lần, nhưng mà sau đó vẫn mọc dài như cũ. Năm 1938, gia đình quyết định mang búp bê Okiku đặt tại chùa Maneji. Các tu sĩ trong chùa dành riêng một góc trang nghiêm tại ngôi đền để thờ con búp bê Okiku này và cắt tóc định kỳ cho búp bê. Dần dần đây trở thành một thông lệ của chùa. Ngày nay thì rất nhiều người khi có dịp ghé thăm ngôi đền này đều đến khu vực trưng bày búp bê mọc tóc để chiêm ngưỡng. Tuy nhiên, việc chụp ảnh là hoàn toàn tối kỵ. Ibaraki Doji là một trong những con quỷ nổi tiếng và đáng sợ nhất gây ra hỗn loạn ở Nhật Bản, là phó quan của quỷ vương Suten Doji. Nếu bạn chưa biết Suten Doji thì hãy xem lại video nhé. Không ai biết về cuộc đời cũng như giới tính được hai cái của Ibaraki Doji. Một số lời kể, hắn là nữ nhân sexy, cuốn hút và nguy hiểm. Nhưng số khác lại nói hắn là nam nhân. Người ta chỉ biết đó là một con quỷ tàn ác và cực kỳ đáng sợ, gây ra những tội ác kinh khủng, luôn gây ra những rối loạn càng lớn càng tốt cho thế giới loài người. Truyền thuyết kể, khi chú quỷ Suten Doji bị đánh bại, Ibaraki Doji đến báo thù binh lính và tướng quân đã tiêu diệt chúng, nhưng bị chặt mất một cánh tay và phải bỏ trốn. Sau đó nó tìm cách quay lại và thành công lấy lại cánh tay của mình rồi trốn mất hút. Trong văn hóa Nhật Bản thì Ibaraki Doji xuất hiện vô cùng nhiều, như trong các truyện tranh, boss game, vân vân và mây mây. Bạn đã nhìn thấy yokai này ở đâu rồi? Hãy cùng comment ở dưới nha. Bạn đã từng nghe qua căn bệnh nôn ra hoa của những người yêu đơn phương chưa? Đây là căn bệnh ảo ma Canada có tên là Hanahaki, là căn bệnh giả tưởng trong truyện manga Hanahaki Tome, được sản xuất năm 2009 và trở thành một hiện tượng ở Nhật Bản. Hanahaki là căn bệnh được sinh ra từ mối tình đơn phương. Lồng ngực của người đó sẽ sinh ra những bông hoa dễ cắm chặt vào hệ hô hấp. Cách giải phóng duy nhất là nhổ hoặc nôn ra. Nếu nôn ra những cánh hoa trước mặt người mà mình thương, đồng nghĩa là tình cảm giấu kín được vạch trần. Không phải ai cũng mắc căn bệnh này, ước tính chỉ 1/1 triệu người mà thôi. Chắc nghiệp nặng dữ lắm đây. Nếu như tình cảm được đáp lại, người bệnh sẽ nôn ra một bông hoa ly màu trắng rồi khỏi bệnh. Nếu không thì chỉ có cách phẫu thuật cắt bỏ tận gốc thôi. Nhưng mà những ký ức về người mà mình thương sẽ quên hết, thậm chí là mất luôn khả năng yêu, mất luôn với cả tình yêu. Nếu không chữa trị, người mắc bệnh sẽ bị rễ cây bao trùm lấy phổi, khiến họ ho đêm ho ngày, ho đến chết. Hanahaki còn đại diện cho cảm giác đau đớn dằn vặt của một mối tình đơn phương không hồi đáp. Nó được sinh ra trong thế giới tưởng tượng của những tác phẩm văn học và âm nhạc. Trên thực tế thì không có ai nôn ra hoa cả.